Chào bạn đã đến với kênh YouTube của Nguyễn Mạnh Tùng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là làm mua chip của bên ba PC như nào, cách chọn mua chip của bên ba PC. Cái việc đầu tiên chúng ta muốn mua chip thì việc đầu tiên các bạn cần đó là phải mua đúng socket của mình để tránh là dây ông nọ cắm vào cắm bà kia, không vừa lỗ mà cứ đút vào lỗ thì nhiều lúc là lỗ nó nát hết ra. Thì các bạn để ý này. Ví dụ như đây nó là một cái ma men, chúng ta là Giga H61DN2. Thì cái dòng này các bạn để ý này, nó dùng cái socket là 1155. Vì vậy các bạn phải mua những con CPU có socket 1155. Ví dụ như đây chúng ta có một con. Đó, đấy là G2030. Còn các cấu hình của con chip này hay là những cái thông số của con chip này mà nhà sản xuất đưa ra như thế nào thì chúng ta sẽ vào trang chủ của Intel chúng ta tra thì nó ra hết. Nhưng mua chip đầu tiên đó là phải dí vừa lỗ đã, không cần cái gì to tát, dí nó vừa lỗ đó, phải như này, ấn nó vừa lỗ thì nó mới chạy được, đúng không ạ? Cái việc thứ hai, nếu các bạn mua CPU mới như này, nếu các bạn mua CPU mới hoặc là CPU còn bảo hành thì đây là bước đến này là bước dâu nọ cấm cằm bạc kia rồi. Thì ở đây nó có một cái hộp và một cái logo của Intel. Thì các bạn hãy cắt riêng cái cuống phiếu này ra để các bạn giữ lại cái chế độ bảo hành của hãng Intel. Các bạn còn đi bảo hành vì CPU có bảo hành rất dài, 3 năm các bạn, chập cháy Intel bảo hành hết. Và các bạn mua CPU cũ thì cũng vui lòng là nếu có được thì xin người bán cái giấy này, không thì xem họ bảo hành cho bạn bao nhiêu. Đến lúc này thì mới là cái phần của chúng ta, đó là chọn con CPU nào phù hợp với cái main của các bạn. Các bạn nhớ cho tôi. Đến bước thứ ba đó là chọn CPU nào phù hợp với cái cấu hình của CPU phù hợp với cái main của bạn. Ví dụ ở đây chúng ta có G2030, main của chúng ta là GH61DN2. Vậy main này hỗ trợ tối đa CPU bao nhiêu, có hỗ trợ con CPU này không trong quá trình chúng ta đi mua, thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu trên Google. Chúng ta sẽ gõ đó là GH61DN2 vào sơ đồ và gõ cái thông số kỹ thuật của CPU này vào Google. Xin lỗi các bạn, tôi dạy laptop và PC máy in nhiều nên hay nói cái chữ Google thành cái chữ sơ đồ, hơi chuối và hơi mắn một chút. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lên máy tính và chúng ta sẽ tìm hiểu hai cái thông số này xem nó tương thích với nhau hay không. Ok các bạn. Rồi, chúng ta sẽ đến với anh Google để xem là cái con CPU và cái main bar của chúng ta có tương thích với nhau không. Các bạn cũng thông cảm thì hôm nay anh Google bị cá mập nó cắn nên cái đường mạng nhà mình nó chạy hơi khủng bố. Vì vậy là nếu có lâu có lắc thì các bạn cũng thông cảm cho mình. Thứ nhất là chúng ta vào cái mã main của bạn chúng ta có, đó là Giga này. Đấy, Giga61DN2. Như lúc nãy main của mình là version 1.2. Thì các bạn kích vào đây. Kích vào cái dòng giga.com này, cái trang chủ giga.com. Tích và xích vào đây. Đó, ok, nó load hơi lâu chút. Các bạn vào support này. Đấy, các bạn đợi chút, nó cũng hơi lâu. Rồi các bạn vào support CPU này. Các bạn cố nghe, mình đọc tiếng Anh quá chuẩn. Ba kỳ có được 9 phẩy. Các bạn nhìn này. Xem nó support cái chip G2030 không? Các bạn nhìn này, đây là H61D2 version 1.0. Main của mình là H61D2 version 1.2, các bạn kích vào đây. Đó, nó đi theo version. Lại vào support. Vào support CPU. Rồi kéo xuống dưới. Đấy, đây các bạn thấy là nó không support cái dòng chip G. Các bạn thấy chưa? Intel đã liệt kê cho bạn là không support cái dòng chip G này. Vì vậy là cái con CPU mà mình lấy hình và mang vào cái main mà mình đang ra sai link cho bạn thì nó sẽ không hỗ trợ nó chạy. Đây là cái tính ở cái thời điểm đó là hãng Intel, hãng Giga xuất cái main này ra. Nhưng sau rất nhiều năm thì Intel đã update BIOS. Vì vậy là trong quá trình test thực tế thì mình vẫn thấy nó chạy bình thường. Đó thì lúc đó lại các bạn lại cần cái sự hỗ trợ của thợ kỹ thuật nó ở điểm đó. Về cái thông số trên web trang chủ thì chúng ta không có, nhưng về những cái update mới thì nó lại chạy bình thường. Và bây giờ các bạn vào xem cái CPU của chúng ta.
Rồi các bạn gõ là Cebu G2030. Đó, các bạn vào cái trang chủ của Intel này. Đây các bạn thấy này, toàn tiếng Việt hết thôi. Bộ sản phẩm này là Intel Pentium này, tên là G2030 này. Giá đề xuất là 64 đô này. Số hiệu bộ thạch bản in là cái kích thước của cái băng bán dẫn được tích hợp trong con CPU, đó là 22 nano nano mini giây nano. Thì cái này càng nhỏ thì cái máy của các bạn là chạy càng mát. Còn hiệu suất này, ở khi các bạn mua thì nên để ý đến cách của nó, cách của nó, ví dụ như cách của nó đây là 3M thì nó sẽ chạy nhanh hơn, nhưng cách 2M thì đó là cái trải nghiệm. Cái tần số sử dụng của CPU này nó là 3.0 GHz này, và cái công suất nhiệt lượng tiêu hao này nó là 55W này. Đó, còn đây có rất nhiều cái thông tin bổ sung. Ví dụ như là cái con CPU này update cho các bạn đó là maximum đó là 32GB RAM, băng thông tối đa đó là 21GB trên 1 giây. Các loại bộ nhớ thì nó sẽ chạy đến maximum cho các bạn đó là DDR5 3, bớt 1133 và 1160. Tất nhiên là bớt 800 nó vẫn chạy bình thường vì mình sửa main nhiều, mình test hết rồi, các bạn yên tâm. Các màn hình đó là Giga Classic này. Tần số của đồ họa đó là 650.000 MHz này. Băng thông của đồ họa đó là 1,5GB này. Đó các bạn thấy chưa ạ? Ở đây nó liệt kê cho chúng ta tất tần tật những cái gì các bạn cần. Vì vậy là các bạn để ý khi xem thì khi mua một con CPU thì thứ nhất đó là phải xem CPU đó có hợp với main của bạn không. Các bạn vào trang chủ các bạn tra, hoặc là phải hỏi thợ kỹ thuật họ tư vấn cho, vì nhiều lúc là cái main bar PC, main bar hay main bar thì tôi phát anh tiếng tiếng Anh nó không chuẩn lắm. Thì đã được update BIOS rồi, dẫn đến tình trạng đó là nó hỗ trợ nhưng mà trên trang chủ nó không hỗ trợ thì nó mất công ra. Thứ hai là các bạn nên giữ lại cái giấy bảo hành của hãng, giữ lại cái giấy bảo hành của hãng, sau đó các bạn mới bàn đến đó là cái cấu hình của CPU mạnh hay khỏe. Thì như đây các bạn nhìn này, các bạn thấy ở đây cùng là một cái dòng socket 1155 thì nó có cần này con CPU, có rất nhiều con CPU khác nữa nó không được liệt kê ở đây. Thì các bạn dựa vào main, dựa vào con CPU chết của các bạn so sánh để các bạn tìm ra con CPU mới các bạn mua, có thể bằng như thế, giống như thế, rẻ hơn như thế hoặc là cao hơn như thế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kỹ thuật của trang YouTube Nguyễn Mạnh Tùng. Hãy đăng ký và subscribe để ủng hộ kênh của mình. Các bạn cần hỗ trợ kỹ thuật thì vui lòng vào trang web đó là low2.com.vn để các bạn theo dõi, hoặc là các bạn cần xem những video kỹ thuật thì các bạn có thể vào trang web đó là nguyenmanhtung.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn sức khỏe và thành công trong cuộc sống.